Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với thông tin tiếp theo về giá vàng ngày hôm nay. Giá vàng hôm nay 17 tháng 11 tăng phi mã. Giá vàng trong nước ổn định khi các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trong nước điều chỉnh nhẹ hoặc giữ nguyên mức giá ngày hôm trước. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu đang ở niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang niêm yết ở mức 69,8 triệu đồng trên lượng mua vào và 70,62 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC không đổi. Doji tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua và 100.000 đồng ở chiều bán xuống lần lượt 69,65 triệu đồng trên lượng mua vào và 70,45 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra ở mức tương tự như khu vực Hà Nội. Phú Quý SJC đang thu mua vàng miếng với giá 69,75 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 70,55 triệu đồng trên lượng, giảm 50.000 đồng ở chiều bán. Giá vàng miếng PNG niêm yết ở mức 69,7 triệu đồng trên lượng mua vào và 70,5 triệu đồng trên lượng bán ra, không đổi so với rạng sáng qua. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 40.000 đồng ở chiều mua lên 69,8 triệu đồng trên lượng, nhưng giữ nguyên mức giá chiều bán rạng sáng qua là 70,5 triệu đồng trên lượng. Giá vàng thế giới rạng sáng nay tăng mạnh với vàng giao ngay tăng 21,6 USD lên 1980,8 USD trên ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1987,3 USD trên ounce, tăng 23 USD so với rạng sáng qua. Giá vàng tăng phi mã lên mức cao nhất trong 2 tuần khi được thúc đẩy bởi sự lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trong bối cảnh triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất và sẽ tiến hành việc cắt giảm lãi suất vào mùa xuân năm sau, ngay càng cao hơn. Ông Lin Hansen, chiến lược gia hàng hóa của ngân hàng Saxo cho rằng vàng sẽ duy trì quanh mức tăng mạnh gần đây miễn là giá giữ trên 1930 USD trên ao. Ông cho rằng triển vọng lãi suất thấp hơn và nhu cầu từ các ngân hàng trung ương sẽ là yếu tố hỗ trợ đủ mạnh để vàng chống chọi với bất kỳ sức mạnh ngắn hạn nào từ dữ liệu kinh tế. Dữ liệu hôm thứ Tư tuần này cho thấy giá sản xuất của Mỹ giảm mạnh nhất trong 3,5 năm vào tháng 10. Dấu hiệu mới nhất cho thấy áp lực lạm phát đang giảm bớt, trong khi doanh số bán lẻ lần đầu tiên sau 7 tháng. Trước đó vào thứ Ba, dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng Mỹ không đổi so với mức ghi nhận trong tháng 10. Dấu hiệu lạm phát chậm lại đã thúc đẩy các nhà đầu tư đặt cược rằng Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất. Lãi suất thấp hơn sẽ làm tăng mức hấp dẫn của tài sản, không mang lại lãi suất như vàng. Nhà phân tích John Mayer của SB Angel cho biết, các ngân hàng trung ương nên tiếp tục mua vàng khi Trung Quốc tiếp tục tăng dự trữ vàng của mình. Trong báo cáo gần đây, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành John Ing của Mason Placement Canada cho biết, ông đang kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên 2.200 USD trên ounce khi được thúc đẩy bởi lạm phát gia tăng, tình trạng phi đô la hóa, rủi ro địa chính trị gia tăng. Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1980,8 USD trên ounce, tương đương gần 58,4 triệu đồng trên lượng. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa thuế và phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện khoảng 12,1 triệu đồng trên lượng.